Người ta nghiên cứu thị trường rất là kinh khủng, nhưng mà ở Việt Nam mình thì sao? Ở Việt Nam mình thì em thấy mọi thứ vẫn còn đánh giá rất là chủ quan và rất là theo cảm tính. Tôi nghĩ là khán giả sẽ thích cái này, nhưng tôi không chỉ ra được là số liệu bao nhiêu và thế nào. Thì em biết là vẫn có những bên phát hành phim họ rất là tập trung vào nghiên cứu thị trường, họ cũng có nhờ một vài cái bên nghiên cứu đi nghiên cứu, nhưng mà thật sự thì em thấy là cái mảng nghiên cứu thị trường của điện ảnh Việt Nam mình nó vẫn còn hơi mang tính cảm tính nhiều và nó chưa có cái số liệu chính xác. Bởi vậy do đó lâu lâu ra một cái phim xong mà thấy phim lỗ, cái ủa chúng ta đã sai ở đâu ta, hay là phim thắng, ủa sao thắng hay quá vậy đó. Nhân định là kết câu chuyện ngày hôm nay rồi đó. Nhưng mà tự nhiên cảm thấy là thiếu một phần nữa, như không bàn là vì hồi nãy giờ á, mình đã dành một cái thời lượng khá nhiều để mình nói, mình xoáy khá là nhiều về chuyện biên kịch. Đúng không? Thì hồi nãy anh có nói một cái ý hồi đầu. Đó là bên cạnh cái chuyện biên kịch thì có một cái điều anh rất đáng tiếc, đó là hiện nay khi anh xem những cái bộ phim màn ảnh rộng lại không phải được thống trị bởi một cái dàn cast là những ngôi sao điện ảnh mà họ là ngôi sao truyền hình.